Rồi, xin mến chào anh chị. Rất vui được gặp lại anh chị trong cái clip tiếp theo của mình hôm nay. Kênh mình là Nông Dân TV đó. Cảm ơn anh chị đã dành ít thời gian vào xem cái clip của mình. Đó thì đây là trại bò của anh Vinh Nguyễn. Thì trước màn hình anh chị đó là 4 con bò nha. 4 con bò nuôi này, 4 bò đực. Thì giá rất là mềm và 4 con này đồng giá. Thì quý anh chị xem qua chủ trại báo giá thì rồi muốn lựa chọn con nào, bắt con nào cũng được. Rồi chủ trại sẽ báo giá lô bò 4 con mới vừa thật thì ngày hôm nay. Ngày 14 tháng 12. Rồi trại bò Vinh Nguyễn mới về 4 con luôn cô bác anh chị ơi, 2 con 3B, 2 con Pháp Kem. Đây quay sơ lược 4 con cho cô bác anh chị coi. 4 con này nằm 6 tháng bò rồi nha. 4 con một cỡ một luôn. Đây. Bốn con này một cỡ luôn nha. Hai con 3B, hai con Pháp Kem. Đực nha, bốn con đực. Quá trời đẹp. Ôi bò này nó bi dở rồi. Này 22 triệu một con nha. Bốn con này 22 triệu. Quá trời đẹp luôn này, mẹ Pháp, mẹ 3B đẻ ra không? Có một con 5 tháng rưỡi, còn ba con là hơn 6 tháng rồi. Nằm cỡ gần mét mốt rồi. Để quay từ con chân cẳng cho cô bác anh chị coi. Bốn con 22 triệu một con. Hết biết đích. Hai con 3B, hai con Pháp Kem. Bốn con này 22 triệu một con. Cả lưng giá nó mềm. Có một con 5 tháng rưỡi, còn bao nhiêu là 6 tháng, 6 tháng mấy hết rồi. Dài đòn, hết phương dài đòn luôn. Thôi. Rồi cô bác anh chị nào cần bò dỗ béo mà gọn tiền thì bắt 4 bò này 22 triệu con, 4 con 88 triệu. Đồng giá 22 triệu một con, 4 con được. Một con 5 tháng rưỡi, còn 3 con là 6 tháng rồi. Ủa, đã hết rồi. Sốc đẹp hết phương. 3B nè.